Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án con Holympic. Đây là một cái dự án mạng Solana. Mạng này thì chia sẻ khoảng 25.000 đô la, 1 triệu token HOGS. Dự án này sẽ dành cho 2.000 slot cũng như là top 50 bạn có nhiều đăng ký nhất nhé. Chúng ta sẽ chatbot ở trên Telegram và chúng ta chuẩn bị một cái ví Solana. Chúng ta cái số này trừ đi nhé các bạn nhé. 20. Ở đây thì chúng ta có một số nhiệm vụ này. Cái nhiệm vụ mà các bạn thấy ghi là mandatory này thì là bắt buộc, những cái option này thì các bạn sẽ là sẽ là tùy chọn nhé các bạn nhé. Đây, các bạn ấn vào đây join. Quay lại ấn vào đây join tiếp nhé. Chứ chờ này. Discount bạn nào mà muốn theo thì theo luôn nhé. Mình chỉ theo mỗi Twitter thôi, mới Telegram thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ điền vào email nhé. Lúc nóng lúc lạnh là sao vậy? Hôm qua thì mới nóng xong mà hôm nay thì đã lạnh rồi. Mọi người copy lấy email nhé, dán vào đây. Theo dõi Twitter ở đây. Flow. Like. Retweet. Dán profile nhé. Đây, cái phần discount này bạn nào mà theo thì các bạn ấn vào join, còn nếu không thì các bạn ấn vào skip nhé. Ở đây cũng thế này. Đấy, các bạn Twitter này cũng thế ấy. Thì các bạn ấn skip tiếp. Đấy, cái này thì yes tại vì mình có theo rồi. Cuối cùng là chúng ta sẽ viền ví Solet nhé. Hai cái đấy thì các bạn làm để kiếm thêm point cũng được, không sao cả nhé. Đấy, nhưng mà mình thôi, mình bị đầy cái đầy cái ví luôn, đầy cái discount luôn rồi. Ví Solet bạn nào mà chưa chưa đăng ký thì các bạn đăng ký cho mình một ví nhé. Cái mạng Solana thì chúng ta dùng ví Solet hoặc dùng ví Phantom. Các bạn ấn vào join một trong ba cái group này nhé, ấn vào balance này thì nó sẽ update trong vòng 6 giờ sau nhé. Đấy, nếu mà các bạn trúng thì các bạn sẽ nhận được khoảng 215 HOGS nhé. Xem có con gì về không nhỉ? Không có con gì về là sao vậy? Trời ơi, con nào về đi để bán lấy tiền tiêu nào. Ok, như thế là xong đấy mọi người ơi. Các bạn copy lấy link này nhá, giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia, các bạn sẽ nhận được thêm token nhé các bạn nhé. Top 50 bạn sẽ chia sẻ giải thưởng ở bên dưới. Còn những cái bạn mà trong đoạn top thì chúng ta sẽ hy vọng vào 2.000 slot may mắn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này của mình nhé. Mình sẽ để link bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia dự án này. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.